Giải nhà cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất ở Đông Timor, ngày 19 tháng 9 năm 2019, dịch vụ ví điện tử Mosan của Telemor, thương hiệu của Viettel tại quốc gia này, nhận giải nhà cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất, đóng góp lớn nhất cho sự phát triển ngành tài chính tại Đông Timor. Đây là danh hiệu trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng Nhà nước năm 2019, Banh Central August, do Ngân hàng Trung ương Đông Timor tổ chức thường niên, giải thưởng tôn vinh các đơn vị có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng tại quốc gia này. Năm 2019 ví điện tử Mosan của Telemore đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng lớn để giành giải thưởng. Chính thức cung cấp từ tháng 10 năm 2018, ví điện tử Mosan của Telemore là ví điện tử đầu tiên được cung cấp bởi một nhà mạng viễn thông tại Đông Timor. Sau gần một năm, Mosan duy trì tốc độ tăng trưởng thuê bao hàng tháng ở mức 40% và nhanh chóng phát triển mạng lưới điểm giao dịch với hơn 400 điểm giao dịch chuyển tiền phù khắp đất nước, nhiều hơn tổng số chi nhánh của cả năm ngân hàng đang hoạt động tại quốc gia này cộng lại. Nhờ có mạng lưới rộng khắp, mosan tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục ngàn người dân đông timor đặc biệt là những người đang sinh sống và làm việc khu vực ngoài đô thị có cơ hội được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính di động một cách dễ dàng và thuận tiện